Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại kênh Cá Bảy Màu của mình. Hôm nay mình bắt đầu chạy một cái chương trình khuyến mãi để phục vụ mùa hè cho các bạn luôn này nha. Với mỗi một cái combo mình đều reship cho tất cả các bạn. Và chương trình này bắt đầu từ ngày 27 tháng 5 cho đến ngày 10 tháng 6 nha các bạn. Đây là cơ hội để cho các bạn mua cá bảy màu mà không tốn tiền ship đây. Và đầu tiên, Full Red BDS 50k một cặp nha các bạn. 5 cặp thì mình tính 200k thôi. Đồng thời tặng cho các bạn một cặp reship luôn nha. Còn đây, Full Red BDS size tơ nha các bạn. 30k một cặp. 5 cặp tặng cho các bạn một cặp. Và đương nhiên cũng reship cho các bạn khi các bạn mua trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 6 cho đến 27 tháng 5 cho đến ngày 10 tháng 6 nha các bạn. Giảm giá tặng cá reship cho các bạn luôn. Chơi hết cây hết số luôn. Để chào đón mùa hè phục vụ cho tất cả các bạn học sinh sinh viên, những người đam mê cá bảy màu, có cơ hội tốt để sở hữu cá bảy màu đẹp, làm giống nè, chơi kiển nè, đó, kiểu gì cũng được hết trơn luôn nha, màu rực rỡ luôn. Đây là Blue Topaz Ribbon Fancy tai bơi bướm 100k một cặp, 3 cặp tặng cho các bạn một cặp. Các bạn mua 3 cặp thì các bạn sẽ có 4 cặp. Cá này mình tuyển giống lên nha các bạn, về cho nổ bơm xong rồi mình chơi kiển luôn. Các bạn có hồ thủy sinh, các bạn thả chừng một combo vô đẹp ướt át luôn nha. Xanh Man City, xanh rất là tươi mát nha các bạn. Các bạn có nhu cầu thì liên hệ với mình, cá là mình ghép trống cho các bạn rồi, về dọn ổ là dứt luôn. Còn đây là Blue Topaz size giống nha các bạn. 70k một cặp, 3 cặp, 200k và tặng cho các bạn một cặp nữa. Đuôi là xòe chà bá lửa luôn nha. Đuôi xòe rất là rộng luôn nha các bạn ơi. Và kỳ trên cũng rất là to luôn. Cá mái mình cũng ghép chấm cho các bạn xong luôn rồi. Về các bạn cho đẻ một hai lứa là làm kiển luôn. Cá trống thì làm kiển, còn cá mái là các bạn gây bầy. Các bạn yêu thích Blue Topaz thì liên hệ với mình, mua để cổ vũ cho Man City. Đó, fan Man City là phải nuôi cá Blue Topaz nha các bạn ơi. Rồi tiếp tục là Koi Red Earl Full Tide 50k một cặp, 5 cặp thì 200k thôi. Và đồng thời còn tặng thêm cho các bạn một cặp nữa nha các bạn. Và mình cũng xin lưu ý là mình nhắc lại là một combo là mình reship, chứ không phải một cặp nha các bạn. Một combo là mình reship cho các bạn. Và mình chỉ áp dụng trong cái khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 5 cho đến ngày 10 tháng 6 nha các bạn. Cho nên các bạn nhanh nhanh tay để người ta lậm hết cá đẹp vào nha. Rồi Will Coi Sọt 30k một cặp, 5 cặp tặng cho các bạn một cặp. Các bạn yêu thích Will Coi Sọt thì hú mình, cá là sọt úp nút luôn nha các bạn. Và bài này mình cũng không còn nhiều nữa, mình cứ lựa lên form lên và bán cho các bạn. Thì tới nay mình còn khoảng 15 cặp, 20 cặp gì đó. Các bạn có nhu cầu thì hú mình lẹ nha. Không thôi là hết trơn cá luôn. Là mùa hè chùi lũi. Còn đây là Will Coi Sọt Ribbon Fancy Tai Bơi Bướm nha các bạn. 70k một cặp, 3 cặp, mình tính 200k và tặng cho các bạn một cặp. Máy Ribbon và chống ghen nha các bạn. Cá rất đẹp, rất dễ thương luôn. Màu sắc đậm đà, đầu lên kéo sâu,
cá mái thì bầu bì hết rồi, về các bạn nuôi dưỡng cẩn thận là gây bầy nhanh cực kỳ luôn nha. 90 ngày hè đó là đẻ 3 bầy, mỗi một bầy trong một combo như vậy đó, nó sản sinh ra rất là nhiều cá con cho các bạn tha hồ mình nuôi luôn ha. Rồi, cá rất là đẹp, mạnh và khỏe nha. Các bạn có nhu cầu thì liên hệ với mình lẹ nè. Và mình có loại AB Koi Sithu Ribbon Vinci tai bay bướm nha các bạn. 70k một cặp, 3 cặp cũng 200k và tặng cho các bạn một cặp luôn. Hôm trước có bạn nào hỏi AB Koi Sithu Ribbon Vinci tai bay bướm đó thì thấy video này comment lại cho mình hoặc là PM cho mình, inbox mình nha. Tại vì nhiều khi mình quên, mình không nhớ nha các bạn. Si thu thấy ruột thấy gan luôn, thấy trứng thấy con hết, cho nên là không sợ cá này ăn con. Tại vì sắp đẻ là mình biết liền các bạn, bụng nó có muối tiêu là nó sắp đẻ đó nha. Rồi tiếp tục là Blue Koi nha các bạn, 50k một cặp, 5 cặp cũng là 200k và tặng cho các bạn một cặp luôn. Blue Koi mình có hoa văn xanh luôn nha các bạn. Đầu xanh, kéo sâu. Và mình cũng có hoa văn xanh rất là nổi bật nha các bạn. Side view, top view gì là chơi láng xà ngầu hết luôn. Đó. Các bạn yêu thích cái dòng coi Blue Koi này á, hoặc là muốn trải nghiệm thì lượm về. Đó, nuôi rất là thú vị nha các bạn. Blue Tajan 30k, 5 cặp, 150k đó nha các bạn. Mình tặng cho các bạn một cặp. Blue Tajan này là một trong những dòng cá chơi hoài không xưa nha các bạn. Dễ nuôi, dễ gây bầy. Và đặc biệt là nuôi hồ ngoài trời là thích nghi nhanh cực kỳ luôn. Các bạn yêu thích màu xanh đen, xanh đậm đó thì đây là loại cá phù hợp với các bạn nha các bạn. Các bạn thả gông nhiều nhiều vô, tại vì Blue Tajan này ăn con cũng dữ lắm ạ. Để các con ra là phải có gông cho các con ăn náo nha các bạn. Và tiếp tục là Ivory nha các bạn, 50k một cặp, 5 cặp 200k và tặng cho các bạn một cặp. Đuôi xè như cây quạt luôn, hoa văn nhìn rất là ấn tượng ha các bạn, nhìn rất là ấn tượng luôn. Ivory này còn bung nữa nha các bạn, còn bung nữa. Và khi các bạn bắt cá mái về thì các bạn tách ra luôn được rồi, tại vì không bao lâu là cá sẽ đẻ. Đây, như các bạn thấy trên màn hình, đuôi của con cá trống nó rất đẹp, rất dễ thương, như cây quạt luôn, chữ D luôn, D móc luôn. Còn đây là gồng đỏ nha các bạn, 40k một cặp, 5 cặp tặng cho các bạn một cặp. Gồng đỏ này size thì tầm khoảng 2 tháng 10 ngày tuổi thôi. Tương lai vẫn còn bung và BDS rất là khủng nha các bạn. Các bạn yêu thích dòng gồng đỏ này, dòng gồng đỏ này cũng là dòng quyền thoại luôn này nha các bạn, chơi hoài không xưa. Thì hú mình cũng mới lên đây khoảng được vài chục cặp thôi, phục vụ mùa hè cho các bạn. Các bạn có nhu cầu thì lầm lẹ về làm đầy bộ sưu tập cá bé màu của các bạn ha. Tiếp tục là Silverado nha các bạn, 70k một cặp, 5 cặp 300k, tặng cho các bạn một cặp luôn. Và mình cũng xin nói thêm là dòng Silverado này cũng tơ sầm nha các bạn. Ví dụ như các bạn bắt Silverado muốn làm giống thì bắt sai tơ, các bạn sẽ dễ thường nước hơn. Và các bạn làm kiển thì các bạn nuôi từ từ lên. Mình chưa có cái sai lớn sai cối nha các bạn, mình chỉ có sai tơ này thôi. Và cá mái thì mình bắt đầu ghép chống cho các bạn luôn rồi đó. Các bạn thích thì liên hệ với mình. Và đây là Dumbo Siêu Tê Bơi giống nha các bạn.
đó, áo giáp trắng tươi trên lưng luôn. 70k một cặp, 5 cặp 300k và cũng tặng cho các bạn một cặp luôn, vừa bớt giá vừa tặng cá và đương nhiên là free ship cho combo này rồi. Nhìn cá mới thấy mê làm sao hết các bạn ơi. Rồi ai thích, ai yêu thích dòng này thì liên hệ với mình nha. Sẵn mình giới thiệu mấy nàng thơ của Dumbo siêu tay bơi cho các bạn coi thử luôn. Cá mái thì mình ghép trống cho các bạn xong rồi ha. Về các bạn nuôi dỗ lên là sẽ đẻ thôi. Và dòng này thì rất là mắn đẻ nha các bạn. Nó cũng không có khó nuôi gì hết đâu. Rất là dễ nuôi. Các bạn cho ăn đều, thuần nước, giữ cái môi trường nước ổn định chút xíu là ngập tràn Dumbo siêu tay bơi luôn. Nha các bạn. Và đây là HP Red Raw cao ly giống nha các bạn. Mình tuyển giống và mình phơm lên. Thì những con này đây, những cặp này đây là BDS rất là khủng hoảng luôn rồi nha các bạn. 100k một cặp và 3 cặp tặng cho các bạn một cặp luôn. Ai muốn có hoa hồng Bulgari di động thì lậm HP Red Raw cao ly này về. Đuôi rất là dày và BDS thì khỏi nói rồi. Đó, và lưng đỏ luôn nha các bạn. Nhìn cá rất là bắt mắt, rất đẹp. Đó, rất oai phong nhưng cũng hết sức dịu dàng luôn. Đó, thấy chưa? Hoa hồng Bulgari. Đây là những nàng thơ của hoa hồng Bulgari nè các bạn. Kỳ trên cũng chà bá luôn nha các bạn ơi. Chứ không phải là kỳ trên nhỏ nhỏ đâu nha. Chống mái gì BDS đều rất là khủng. Và đương nhiên cho ra các con sẽ rất là chất lượng ha các bạn. Phù hợp cho các bạn làm giống nè, chơi kiển nè. Đó. Các bạn cứ bắt một combo về, vừa chơi kiển vừa làm giống nha, là không có sai chạy vô đâu được hết đâu. Rồi hôm nay mình dừng video ở đây nha các bạn ơi. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi, đồng hành và ủng hộ mình. Chúc tất cả các bạn lựa được cá ưng ý nè. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.